Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh TFTGB. Như các bạn đang thấy trên màn hình ấy, mình đang có một cốc màu 2 sao cầm hai trang bị lớn, đó là cái mũ vật thể và cái bùa xanh ánh sáng các bạn ạ. Và con Cho'Gath 2 sao tanh là tanh cơ chính trong trận này các bạn nhé. Và trong trận này mình sẽ mang đến cho bạn đội hình bài thần thoại và con tướng Kali chính sẽ là con cốc màu các bạn nhé. Và cổng này của mình là cổng có vật ấy, thì mỗi ải nó sẽ cho mình một bó vật từ bể, cho một bó vật bất kỳ từ bể trang bị các bạn nhé, bể trang bị ấy. Thì cái nói nâng cấp đầu tiên của mình ấy là nó rèn sắt đấy, nó cho mình một trang bị thành phần và một ít vàng các bạn. Với phong bài cóc mau Kali này thì các bạn nhớ là nên cóc mau 3 sao càng sớm càng tốt nhá, tại vì nó không cóc mau nó chỉ là tướng một tiền thôi. Và thường thường mình sẽ zone level 5 và bắt cóc mo này, cắt nin này, ram file và Cho'Gath các bạn nhé. Con Cho'Gath một tiền tăng khá là trâu luôn các bạn. Và các bạn đang muốn hỏi là cái bùa xanh ánh sáng của mình ở đâu ra, thì là như đầu game nếu bạn nào chú ý thì mình cái bùa xanh này mình lấy nhặt lấy được ấy, từ chỗ khi mình gặp con Nissin ấy, nó cho mình một bó vật được và được zone 10 lần, được thay đổi 10 lần ấy, nên là mình zone được ra cái bùa xanh ánh sáng là mình lấy luôn cho cóc mo. Trên cóc mo này bùa xanh sáng nó rất cần thiết các bạn nhé, cái bùa xanh cực kỳ cần thiết luôn, tại vì nó có 30 mana, bạn lấy thêm cái bùa xanh và nó sẽ giảm lượng mana đi rất là thấp. Và những món trang bị thích hợp nhất trong cóc mo đấy sẽ là bùa xanh này, mũ phù thủy này, với cả găng mỏ thạch nữa các bạn. Nếu không có găng mỏ thạch thì các bạn có thể cho nó cái quyền trượng này, cho nó thêm một chút tốc độ đánh như cái nanh na so cũng khá ok các bạn nhé. Nhưng mà các bạn cố gắng đi con cóc mo 3 sao cả sướng và tốt nhá. Còn đồ tanh thì mình cứ vứt cho con Cho'Gath thôi, hoặc không vứt cho Cho'Gath thì mình có thể cho Neko cũng được các bạn nhé. Con đi ra 4 tiền, con level 5 ra từ 4 tiền khá là ngon các bạn. Còn Katniss của mình thì mình lắp đồ luôn cho nó, tướng 1 tiền này. Gây đam khá to nhưng mà rất tiếc là đam nó lại đam đơn mục tiêu ấy, thì mình lắp luôn cho nó ngọn giáo Sojin với lại cái bùa đỏ nhé, tốc độ đánh với lại khả năng hồi mana cho nhanh các bạn. Thì với phong bài này các bạn cố gắng lên cấp và cố gắng kích hoạt được 7 thần thoại là đẹp nhất các bạn nhé. 7 thần thoại được cộng thêm phần trăm máu, phần trăm sức mạnh AP các bạn. Còn nếu muốn kích hoạt 10 thần thoại thì các bạn cần thêm 3 ấn nữa mới kích hoạt được. Trong khi nhà đang chơi sử gia thì mình chơi thần thoại này sẽ dễ thở hơn nhỉ. Đồ cổ quý giá này cũng ngon này, vậy đây đồ mình cũng không quá đẹp này, độc hành này, ngon lắm, vé bạc cũng ngon này. Chắc là mình sẽ chọn cái kết nối gián đoạn đi, tại vì tướng mình đang tướng một tiền đấy, với lại con cóc mau của mình đang bị một số bạn khác bắt rồi ấy, cũng có một số người chơi bắn tỉa là sẽ bắt cóc mau. Ô, con Cho'Gath lên bang luôn bà con. Ok, mình sẽ lấy cái này mình bán đi và sẽ được các khá tiền các bạn nhé. Ok, hình như mà mình vừa quên không mua con Nira sao các bạn. Ok, Cho'Gath có mo đâu, cắt nhìn đi. Khá nhiều người chứ có mo các bạn. Ok, mình vừa quên không mua con Nina rồi, đồ nó nhớ quên mất là hàng có mo rồi. Ô, Cho'Gath 3 rồi, đủ đấy. Lại có mo đâu chứ, có mo này, có mo cầm cùng đao ánh sáng à cầm cùng đao khá ngon. Mà cùng đao thì nó không cần lắm, tại vì nó có mo ấy, cái lượng đam nó gây ra đam phép với lại mana nó khá là thấp á, mà nên mình nghĩ là cầm đồ đam cho nó tốt nhất đấy. Nhà đam liên tục, ui còn Cho'Gath nó tăng trâu chứ kìa, nên luôn Cho'Gath 3 được mà. Còn cốc mau lên 3 khó rồi, cốc mau lên 3 khá khó rồi, mình sẽ cố gắng lên cấp các bạn nhé, và sẽ zone chơi nữa. Ui lại ông nó chơi cốc mau này, ông này chơi phát suy này, ông này chơi khá nhiều nhá, 3-4 ông rồi, tính cả mình là 4 ông chơi có màu rồi các bạn. Ok, 4 ông chơi có màu, có màu của mình khá khó để lên 3 sớm rồi các bạn. Khả năng là mình sẽ bỏ cái tôi xuống và cố gắng lên cấp các bạn nhé, cố gắng lên cấp để kích hoạt mốc 7 thần thoại sớm nhất có thể các bạn. Ông này cũng có màu à, nào còn có con Cho'Gath mình 3 sao rồi. Cầm cái bùa cầm cái bút rộng kìa, ông kia chơi thương phép mà chắc không ăn được mình đâu. Trâu điên, con Cho'Gath một tiền trâu điên, mấy con Cho'Gath này khá rất là trâu nhá,
mấy kiểu con Cho'Gath này, Jowick này, với lại con Kubuko tướng mới này, một tiền ở đây. Kubuko này trâu điên luôn các bạn. Mấy con này mình thấy trâu điên luôn. Để cho nó cơ mang trang bị thích hợp cho trâu điên các bạn. Hôm qua vòng đi chọn này sẽ với các tướng 4 vàng à. Tướng 4 vàng à. Có gì không? Có giáp kìa, có Ninaka à. Vừa mình bắt con Ninaka cả vòng trước thì có khi mình lại lên Ninaka 2 rồi chứ. Vừa nó quên mất không bắt. Đáng nhẽ mình muốn con combo nó lên 3 sớm nhưng mà không được, con Cho'Gath lên 3 sớm trước bạn. Chơi cái phong bài này có chứ phong bài tướng một tình Kali này các bạn lấy mấy nõ combat là ngon nhất của mình đây, không có mấy nõ combat các bạn. Khá là thọt, về sau là tướng một tiền đam khá là thọt các bạn nhé. Okay. Giờ mình sẽ cho Nina của bạn. Và mình cũng ném luôn búa xanh cho nó nhé. Nó Nina thì nó lại gây đam đam mục tiêu á, nên là mình sẽ cho nó cái búa xanh giảm mana với lại mana thấp này. Giáp vải mình đắp luôn cho Cho'Gath các bạn. Đấy, giờ thì làm gì còn có mong nữa. Bao nhiêu ông chơi? 4 ông thôi là 4 bà 12 con à. Mình 12 cộng thêm với lại con hai con của mình đây là 14 này. Chưa kể những ông kia mà bắt những con đấy ngoài hàng chờ nữa. Đông phải biết các bạn. Dàn là cũng kinh ấy. Mình con Cho'Gath mình đang mang cái vuốt dòng kia thì trâu điên và con trâu lắm. Trâu lắm, trâu lắm. Có thắng không? Có thắng không? Thắng không? Cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi. Con Nin này thì tí nữa thì mình có thể mua thêm con Auli kích vào để kích hệ U Ninh với cảnh vệ này nhé các bạn. Cảnh vệ thì ở thần thoại có con Nautilus đấy. Mình mua vào mình kích cảnh vệ U Ninh được. U Ninh thì lại vừa hồi máu các bạn. Nó vừa triệu hồi bóng ma gây sát thương vừa hồi máu khá là ngon các bạn. Sau 7 lần gây đam hoặc là bị 7 lần gây đam hoặc là 7 lần bị gây đam các bạn nhé. Khá là ngon. Nico này Doko mình cũng bắt luôn các bạn nhé. Nha. Yeah. Giá kinh nghiệm giảm xuống 3 vàng thay vì 4 trong 3 vòng tiếp theo khá là ngon các bạn nhé. Giờ mình cứ có tiền nãi là mình sẽ nâng cấp lên các bạn. Nó giúp mình tiết kiệm được rất nhiều vàng. Tại vì bây giờ mỗi lần mua kinh nghiệm chỉ mất có 3 vàng thay vì 4 như bình thường các bạn nhé. Nâng cấp khá là nhanh luôn. Giờ mình đang có 4 thần thoại rồi. Mình sẽ cố gắng lên kích hoạt 5 thần thoại. Thì thần thoại cuối của mình không biết nói gì đây. Nó ra cho mình cái nõi combat thì cũng khá ngon. Còn nõi chọn ấn cũng ok. Kích hoạt 7 thần thoại sao sướng các bạn. Mình thấy cái mùa này kích hoạt tộc hệ cao khá là dễ các bạn ạ. Tại vì nó cho chọn ấn khá nhiều các nõi nâng cấp các bạn. Cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Bắn bỏ mẹ đi, cắn đi, bắn bỏ mẹ đi. Ôi Cho'Gath nó trâu điên. Cho'Gath thì cứ cái đồ tanh mình này, bây giờ mình sẽ nắp cho nó thôi. Giờ nó đang 3 vàng thì 3 sao thì nó năm tướng một tiền 3 sao nữa đang nó khá trâu nhất tem còn gì nữa. Nếu như con Neko mà lên sao con Neko mà nó sao mà nó 3 sao trước hoặc là 2 sao trước mình sẽ đổ tanh cho Neko được các bạn nhé. Ok nha. Giờ chỉ có lên cấp thì chỉ làm gì. Rồi tạm thời cho lên đây nhá. Okay. Lên cấp, lên cấp, lên cấp nào. Bảy rồi, rồi bảy cho con Malphite vào nữa. Tanh trâu điên. Còn con này nó tanh trâu điên quá. Còn combo thì mình đang đợi nó thêm cái găng bỏ thạch các bạn. Mình đang đợi găng bỏ thạch nó thì ngon. Tiếc là nó mới chỉ có một nó mới chỉ có 2 sao thôi các bạn. Mình không thể lên 3 sao được sớm tại vì khi có được 4 người cùng chơi bao gồm cả mình. Sợ thật. Mình tưởng bây giờ nhà nhà tranh sử ra nhé. Có bạc này, một tặng con bạc đây. Cho cái hạt 5 sử ra các bạn. Ok ok. Ok. Có gậy rồi. Giờ còn thiếu cái găng á. Ok, cái hạt 5 sụp xa. À 5 thần thoại. Cứ bán bớt đây. Có con Auli Unin kìa. Nhưng mà kích hoạt thần thoại trước các bạn nhé. Mình cứ kích hoạt thần thoại trước đi. Cái này được bãi ra. Nắp cái thú tượng cho con Cho'Gath luôn các bạn nhé. Ok. Một cấp này. 5 vương à. Châu điên, Cho'Gath châu điên. Thắng được không đây? Thắng được không đây? Chắc là thắng được thôi, chắc là thắng được thôi. Cắt đi, ui, cắt đi bắn gần chết nè. Tí trong mình nắp thêm một đồ nào đam nữa cũng được các bạn. Ui, còn Cho'Gath châu các bạn. Cho'Gath hay châu điên. Vút dòng với lại thú tượng hồi máu kinh quá. Mình cười thật đấy.
Này không có con nào nữa nha. Chắc là Minia phòng đây mình cũng bắt. Con thần thoại này chắc phải bắt rồi, chắc chắn bắt được ấn vương miện thần thoại các bạn. Nhập một ấn thần thoại vào một chùy xuyên phá. Nó ngon các bạn. Chắc chắn mình sẽ bắt cái ấn thần thoại mà, cái này không nghĩ rồi. Ok. Mình sẽ lấy luôn các bạn nhé. Rồi. Auli này. Mình sẽ cho con là Auli vào kích hệ U Linh với cho nó thành cái ấn thần thoại với các bạn cũng được. Ok. Cho vào các bạn nhé. Cho nó biến thành thần thoại luôn. Con bạt kia thì chắc là tí nữa mình sẽ thay dao hoặc là các bạn nhé. Rồi thôi cứ vứt ở nhân. Đấy, thì tí nữa mình sẽ thay ra, mình sẽ cho con tăng ken hoặc con Nautilus vào sẽ hay hơn các bạn. Còn 47 tiền à. Neko này. Đây ta. Tam ken này, mà tam ken vào mua thì mình sẽ hơi tốn tiền. Chết, bắn. Cắt đi. Từ cái hệ ôn linh ấy, thì còn cắt đi nó cũng gây đam khá ghê, với lại nó khả năng hồi máu, nó hồi máu khá ngon các bạn. Cho vào, nhưng mà mình đang băn khoăn là có nên cho ấy cho nó không nhỉ? Có cái quyền trượng không? Quyền trượng thì tích mana theo thời gian cũng ok, nhưng mà mình thấy dòng bọt thạch vẫn ngon hơn, chứ nó phải gây tỷ lệ chí mạng các bạn. Chỉ duyên phá, tốc độ đánh và chí mạng này. Auli mua thì mình sẽ mất mốc 50 tiền. Nhưng mà thôi, từ từ mình sẽ không mua, chỉ duyên phá mình lắp luôn cho con Catlin các bạn nhé. Ok, còn Lina vẫn trên lên 2, tạm kèn này, còn bạc kìa. Okay. Mẹ mấy ông này cũng chơi công mo kinh thế nhỉ. Ok. Cứ sọt farm thần thoại rồi. Sọt farm thần thoại được các bạn. Alule à. Không chỉ Alule, tình mới à. À, tin đấy. Giờ mình có thắng không đây. Con chú gác mình là châu điên. Châu điên, con chú gác châu điên. A luôn nè, ui không chết. Nên hôm quê nó về vẽ con cốc mo thì nên bà dễ lắm các bạn. Cốc mo lại tướng một tiền, nó con hôm quê nó chỉ cần một ván là được vẽ được một con các bạn. Còn hôm quê cái kiểu của nó là tướng bao nhiêu tiền thì nó sẽ tùy theo số vòng nó vẽ các bạn. À, mình sẽ lấy cái nịt đi, lấy cái nịt đi. Cái nịt thì mình sẽ có thể lắp được cái giáp máu, còn Sugat khá ngon. Mà giờ mình cứ lên cấp rồi đã, nếu mà 8 thì vào 9 kiếm một hồ vơi các bạn. À, cốc mò, kiếm một hồ vơi nó vẽ cốc mò lên, cốc mò 3 nó dễ các bạn. Vẫn đang 92 máu các bạn, vẫn đang top 192 máu các bạn nhé. Thần thoại nó coi Kali dễ thật đấy. Đúng bãi rác, spam là tốt. Nhưng mà spam là không ai tranh nhỉ. Đây, sở ra đây. Nhà nhà sở ra, người người sở ra các bạn ạ. Cái bãi sở ra này thì ông nào hên mà ông zone được nhiều hơn thì ông mới thắng được các bạn nhé. Không thì dễ đi lắm. Cứ thắng lại. Đấy, cái này nó kết hợp hệ ung linh nó hồi lại móng. Mặc dù không đáng kể mà ok, hồi lại móng nó sống được là được rồi. Cứ thắng không. Có thắng không? Gà đen nó cũng trâu điên các bạn. Gà đen nó cũng trâu điên luôn. Hai con trâu đó cắn nhau. Ê, lại một trận thắng, 11 trận thắng liên tiếp rồi. Bạn này, Nina này, phải mua rồi. Chưa có Nautilus nào, có Nautilus ra thì sẽ ngon hơn nhé các bạn nhé. Nautilus thì ra sẽ ngon hơn. Thì mình sẽ có thêm CC ấy. Với lại là tướng 4 tiền ấy, nó sẽ khá là khỏe các bạn. Thường thường tướng 4 tiền, 5 tiền kể cả nó không mang đồ, nó có một lượng sức mạnh nhất định các bạn. Mình phải đặt con bạt đây tí nữa, nếu mà
Nếu mà chưa có ra con nó tí nữa mình sẽ bạt vào kích hoạt bài thần thoại các bạn. Bạn này chưa định mệnh à? À định mệnh. Mệnh của nào form bài cũng khá là mạnh luôn các bạn. Carry nhiều, rất nhiều tướng carry được luôn các bạn. Chắc là đợt tới mình sẽ làm về định mệnh thì xem sao. Cái định bù mẹ à gì chúng tôi này. À gì. Ui dồi ôi. Đi luôn. Đi luôn. Đủ, đi luôn. Đang chơi thắng 11, đủ. Ông chơi. Đang đánh. Luôn nào. Có non tí nữa đâu, không có non tí nữa mà có 8 ken này. Mình sẽ không bắt các bạn nhé. Mình sẽ để 50 tiền tích những tiền lãi và nâng cấp. Tiền lãi nâng cấp sẽ hay hơn. Giờ bây giờ lên level 9, level 10 sẽ dễ hơn là mùa 10 vừa rồi các bạn. Được Riot giảm kinh nghiệm đi khá nhiều các bạn. Đã khoái cho mình cái gì đây? Mong cho mình cái răng. Cố gắng không? Có con AC 4 tiền đủ. Cố gắng, ngon. Cố gắng là cố gắng bảo thạch luôn. Mình sẽ nắp luôn các bạn nhé. Ok. Có cái mũ thích nghi, 50 mũ thích nghi cho chú khác các bạn nhé. Cũng được. Tăng thêm giáp khi bị đánh các bạn. Rồi. Còn bạt vào. Thu hoạch bởi thần thoại. Được cộng thêm máu với này sức mạnh AV các bạn nhé. Khá là ngon. Được kiếm con Nautilus với lại con Huawei nữa. Để thay cho hai con này thì ngon cực. Okay. Thân thoại bạn. Ông này vẫn chưa có mo 2 sao này. Đủ quá. Chưa có mo của tôi thế nhỉ. Đủ cắt. Này có mo của tôi này. Này ăn có mo của tôi này. Ông 8 cái này vào 9 rồi. Ông này cũng có mo. Thất thứ để chơi à. Này. Chơi muốn chơi có mo 3 sao mà không chơi được khó thế đấy. Nha. Yeah. Số quả cầu cho bạn một món quà nếu bạn thỏa mãn cơn đói nhá. Ok. Mình mất đi 1 đô. Trong và nhận 3 quà thân phải. Ok, mình sẽ chọn cái mất 1 đô nha các bạn nhá. Giờ form bảo mình cũng vào form rồi. Nên mình cũng mất đi 1 đô. Ok. Mình sẽ lấy đồ. Có cung, mình sẽ lấy cái cung đi. Ok. Tiếp tục lấy cung nữa đi. Cho Nina các bạn. Nina nó gây sát thương diện rộng đấy, nắp cái bùa đỏ cho nó gây hiệu ứng CC tiêu đốt khá là ngon. Còn Cannon nó chỉ là sát thương đơn mục tiêu ấy, nó chỉ tiêu đốt được một mục tiêu được các bạn. Ok, nịt này. Ok. Ok, nịt này, nắp cái giáp máu cho con Nico các bạn nhé. Đánh khá sâu luôn đấy. Nắp luôn nhé. Ok. Trời, đội hình khá là khỏe luôn các bạn. Chủ phát là châu điên, chủ phát là châu điên. Chủ phát của tôi là châu điên và còn châu lắm. Mấy ông này đang level 7 thì mình đang level 9 rồi. Có khi nào mình sẽ lên level 10 và kiếm được tướng 5 tiền 3 sao không? Okay. Chắc là không, mình sẽ zone thôi. Luôn kiếm con Nautilus ngon. Okay. Có búa rèn này. Búa rèn giờ rèn gì nữa? Rèn chết à? Giờ rèn là đi ấy bà con. Đồ đang đẹp lại rèn là toang. Còn non tin hớt nó không ra mà còn. Còn Nina nữa nó không ra luôn ấy. Đủ. Mà không sao, mình vẫn đang 80 máu top 1 mà. Ok. Lại gặp lại ông định mệnh này. Giờ mình có thắng được không đây? Chắc mình bảy thần thoại ấy. Cái này sẽ thắng được thôi. Chứ vừa mới có 6 định mệnh, à 6 thần thoại thua thì ok rồi. Giờ bởi thần thoại thua nữa thì chắc mình sẽ chuyển sang chơi định mệnh quá. Ui chú gát thắng rồi, thắng chắc rồi. Thắng chắc rồi, đi luôn. Đi nữa, bye bye. Bye luôn. Ok, là một trận thắng rồi. Đã trả thù được bạn định mệnh, ok. Đã trả thù được. Mình đã trả thù được đội định mệnh các bạn. Sẽ trò gì đây?
Suga một trang bị hỗ trợ mỗi tướng trên đi. Cái này thì mình chắc sẽ lấy cái dây chuyền này, dây chuyền Asuni đây, bộ đỏ dây chuyền Asuni sẽ ngon hơn các bạn, hoặc là dây chuyền chủ tội Asuni cũng ngon. Ok, mình sẽ lấy này. Nếu dây chuyền sẽ búp nấc khiên cho những tướng kháng trên, mình sẽ lắp con Neko luôn các bạn nhé, tạo khiên luôn. Ok, lắp luôn cả sát nữa cho Neko nữa, đang tăng trâu mà. Ok, cho nắp khiên này, nắp cái dây chuyền này, nắp thì giáp nữa cho tăng trâu. Okay. Châu điên cực. Châu điên. Rồi. Cấp con Lautinus này, ngon. Con Lautinus rồi. À đấy. Đó. Con Lautinus vào có thêm khống chế các bạn. Mình sẽ bỏ con bạc ra nhá. Tăng pen này tăng cũng được, thôi mình sẽ bỏ đấy luôn. Con Hogway thì chắc là tí mình lên thẳng người thì mình sẽ cho vào nhé. Đấy, cơ bản là con tăng pen mình cũng lên 2 rồi ấy. Con Hogway thì nó sẽ cho vào thì nó sẽ dễ ăn tướng được nhanh hơn các bạn. Còn 3 ông kia 64 máu à. Chắc chơi được thêm mấy trận nữa. Ok, tặng một trận thắng. Ok này, 64 máu chúng tôi này. Đang quay lại chuỗi thắng rồi bà con. Rồi cóc mo đi hết rồi nhưng mà mình sẽ không dồn đâu. Bung tiền để dồn cóc mo nữa thì lại thành ngu quá à. Khổng lồ 50 tiền. Dina không có này. Dina không có, Huawei cũng không này. Tạm tiền 2 một lần quả này. Ok, tạm tiền 2 cũng khá khỏe. Huawei đây rồi này, Nautilus, Huawei. Mình chắc phải mua rồi. Không có, không có quên, có đủ mát. Ủa, dị thật. Sử gia này, sử gia này. Nhà sử gia, ông này sử gia giờ vẫn còn đoàn lại hay sao thì nó khá yếu. Tính sử gia nếu mà nó lên được 3 sao hết, con cây nè nó quạt mạnh lắm các bạn. Quạt mạnh cực luôn. Thì nên là thôi. Mình định chơi sử gia nhưng mà nhà sử gia, người sử gia thôi, mình quyết định chơi thần thoại. Cái này chắc mình thắng chắc rồi còn gì nữa. Năng top 1 rồi. Thần thoại nó cao như khỏe thật được các bạn. Đó. Ông này thắng ông kia rồi. Rồi sao? Rồi chắc là đợi lên cấp là cho con Hogway vào để vẽ con cốc mò cho lên 3 cho đúng thêm KD cái. Bỏ con kia ra thì lại phí. Hai con kia đều lên 2 sao hết rồi. Ok, mình sẽ giao tới, mình chắc mình sẽ cho lên cho so ra quái mình sẽ cho lên 10 cho con Hogway vào để nó vẽ con cốc mò các bạn nhé. Không biết vẽ kịp lên lên 3 sao không đây. Không biết cái kiểu người ta sao không luôn. Vẫn tiền. Có cả đồ. Có Huawei nữa này. Huawei 5 thế. Cuối cùng. Đây nè. Đây đâu. Đây nó. Đủ. Thiếu tiền. Thiếu tiền. Thiếu tiền. Bán nào đây. Bán Manfi đây. Bán nó còn bán nó đi. Rồi. Cho Huawei vào. Vẽ. Cho nó vẽ. Đang bỏ thạch. Diệt khổng lồ. Tôi sẽ lấy nọ xét. Cho nó tí nữa đi. Cho giảm phóng phép tăng địch các bạn. À, còn 34 máu. Ất kìa, đéo kịp rồi. Ông này ít nhất phải 3 trận nữa cơ. Ông này chắc đu trận này trận sau là đi rồi làm gì nữa. Không mong 3 sao thôi. Không mong 3 sao thôi, không lên được rồi. Cốc mua ba sao tôi không lên được rồi. Này thần rừng đang nhắn của chúng tôi, tự thần rừng tử thần chúng tôi này, thần rừng tử thần chúng tôi này. Đù chết rồi. Có mộng có mộng hại, có mộng. Ông kia ông ơi kia ông không sống nổi do thế nào đâu. Còn Ninia nữa, Ninia còn chưa lên 2 cơ. Nia tôi còn chưa lên 2 cơ. Đây. Nia lên 2. Bán kia đi. Ok. Rồi. Pháo lại. À, ông này còn 15 máu, chắc được đúng một trận. Không thắng thì chắc là đúng trận này, ông này cút này. On này, on 2 sao khá ghê đấy.
rừng con hai à, định mệnh mà rượu rượu thú quậy không thắng đâu. Cố lên bạn, tôi tin bạn, người tin bạn, tôi rất là tin bạn. Cố lên. Ồ, vô vọng rồi. Ok, dạng video của mình đến đây là kết thúc thôi, và mình đã top 1 rồi. Các bạn thấy hay thì mình muốn like với số này của Hùng mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Các bạn có ý tưởng gì hãy comment bên dưới nhé. Bye bye.